Ở dưới là xương nữa hả? Đúng Gì? rồi nè. Dạ, nạc xương hầm. Có đầu nữa, nàng bị có đầu nữa, nổi nổi lên nữa. À, đầu cán chân ở trong đây hết. Thì Út Hiền kêu là con quay đi con. À, xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Hôm nay Ngọc sẽ quay cho cả nhà món hủ tiếu gà ở chỗ chị Út Hiền nha cả nhà. Chị Út Hiền thì mình đã quay nhiều video rồi, nhưng mà do là khoảng thời gian cái mình thấy là có nhiều anh chị quay quá, nên thành ra Ngọc sợ cũng sợ viền á, cho nên thành ra là hôm nay thì lâu lâu ngày thì mới quay lại. Rồi hủ tiếu gà nè, quán muốn gì nè. Lúc này gì cũng trưng bày như này nha cả nhà, chứ không có trong tủ thì hấp dẫn. Ủa cái này là hủ tiếu Nam Vang hả? Dạ, Nam Vang. Đúng một năm rồi đó. Ơi đâu nửa năm chứ. Nửa năm rồi mới quay lại. Này gà heo. Ở đây là 240. Trên đó chắc xa quá không thấy đúng không? Thấy không cả nhà? Thấy cái địa chỉ không ta? Dạ. Bịch tôm hèo về. Nè bún gạo gà của chị trong á, áo đỏ. Tôm phèo. Lá ăn gà, lá ăn hủ tiếu gà tỉnh nha. Dạ, ăn hủ tiếu gà. Có Nam Vang với hủ tiếu gà. Dạ, còn cái tôm là để Nam Vang đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, ở trong đây cái nồi quá trời luôn, cái này là chả hả? Cái gọi là bò viên. Dạ. Cá viên ha. Cá viên. Rồi có đầu. À, mình để mình hầm luôn. Dạ. Mình có ngồi quá trời quá đất rồi cả nhà ơi. Mê. Ở dưới là xương nữa hả? Gì? Đúng rồi nè. À. Dạ, nạc xương hầm. Có đầu nữa, nàng bị có đầu nữa, nổi nổi lên nữa. À, đầu cán chân ở trong đây hết. Hết nào bên đây rồi hả chị? Ủa chị bán là 5:30 đúng không? Dạ. Con cậu thứ trai quay đã có rồi. Con à, có một lần con ghé mà con quay đông á, quay không được á. Đây là kỳ này quay đi con. Dạ kỳ này con quay thứ trai ăn đông quá không được luôn. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, có kỳ. Nhưng mà trai làm ngày nào của tuần này không? Dạ, rằm mùng một của trai, rằm mùng một nè con. Dạ bất kể ngày nào luôn. Nhưng tôm này lặn như vậy ơi có 30 à? 30 quá. Wow. Đúng rồi, vậy là y chang con nhớ luôn nha, quá trời nhiều luôn á. 30 vậy nè, ăn cho xỉu luôn á. Đỉnh bỏ phèo nè. Bưng ra, nóng đỏ. Cái này quay túi chai, đây quay gỏi cuốn. Dạ. Để con canh 15 với mùng 1 con sẽ quay chai. Cái sợi này giống cái sợi bánh hả? Dạ. Gồm có tôm nè, giò nè, ha, cá viên nè cả nhà. Rồi, một tô 30.000. Có tin được không? Chứ Ngọc là thấy là rất là rẻ luôn á cả nhà ơi. Quá hợp lý. Gà rồi, gà ta hả? Dạ. Màu nó vàng. Đùi. Đùi. Sao
nửa năm quay lại thì con thấy dì cũng để cái mâm như vậy ha, chứ không có để trong tủ ha. Ờ, để vậy cho nó đẹp dì ơi. Phải đẹp mà, biết sao mình đáng lẽ cái dạ. Để mà đấy. Dạ. Nếu bán cành phải vô tủ à con. Dạ. Sợ bụi á. Mình bán lẹ nên là một cái là hết trơn. Dớt lên tiếp. Không, tôi thứ mời ăn đây đi. Mê. Wow, nó nổi lên có đầu nữa. Nhìn hấp dẫn quá chừng cả nhà ơi. Rồi gà nha, hột trứng gà nha và hột trứng năm ban nha. Hột tôi là 30 thôi cả nhà. Còn cũng 30 luôn. Dạ. Cá xương, trứng cút, rồi tôm, phèo, nó một tô là 30, một tô của túi năm vàng như cả nhà, hoặc là mì cũng được, hoặc là cái sợi mà sợi mảnh mảnh giống như là dạng như hơi phở cũng được, là bánh phở cũng được, cả nhà cũng có thể kết hợp được. Vậy con đi nè, mấy gì đây gà? Gà 40 là kiểu đỏ không hành, 40. Gà 40 là giống như là mua thêm á. Cái 30 à? Dạ. Thêm. Xương mà có tôm nữa mà bán 30.000 thôi. Tôm bự ha. Ồ, tôm bự nữa. Tôm lột sẵn luôn cả nhà. Dạ, dạ. Hai đứa cứ ăn coi nè, đứa Tâm Giang không? Dạ được, dạ được. Thôi có sang vậy. Cho được hai món luôn. Lấy mì mà. Rồi. Thằng dưới hai tô nó không thiếu Tâm Giang luôn. Hình như nay có người phụ thêm cho gì đúng không? Dạ. Hồi trước con nhớ là gia đình mình. Dạ mà. Nhớ đem dâu. Dạ.
Cô sau già. Gà đợi con cái nè chú. Này em gà hay gà? Gà. Có vô trong luôn. Ê, chết là bị gớt. Cái nào làm vậy? Cái nước mốt ngoài nữa. Người ta lấy thằng đây nè. Lấy da làm tôi tốn với nó gọn lại. Vậy là tới 15 á đúng không? 19, 11, 12, mai con quay qua sáng giờ tới giờ tới đó. Dạ. Để ngày mai con đến sớm. Con đến giờ này là được rồi đúng không cô gì? Đó. Nãy nó xíu đi trễ. Có lần con đi trễ hết đồ đó. Năm gian hết hai chồng con mẹ. Cho mình một thứ mì về luôn. Có gà mà. Gà của anh này. Có thứ gì hả? Bậy bạ, xong dây đâu đây. Ôi vậy. Tốt hơn. Dạ nhưng tốt. Ăn ngon mà. Quá ngon luôn đúng không? Dạ. Phải chị đâu mà. À. Ăn phải cho tiền chứ. Ăn phải cho tiền. Tỏi ăn ngon hơn. Có ngon, ngon trong ngày nào cũng lại lấy heo. Với ngày nào cũng lại luôn. Heo dạ. Uy tín quá à. Cho chú cái mì về chúng đây. Đây để xuống đây, sai, khóc hoài. Quay mặt quá, quay mặt quá xấu quá. Đừng quay mặt quá xấu quá. Kêu chú. Chú chọc gì. Mấy người là chú mày hả chú đâu. Đâu biết thằng này đâu. Tiếng không. Cái chú mày, cái chú không rồi chứ. Mê cả nhà, tại vì cái tô nó rẻ á cả nhà. Một phần là rẻ nè, được nhiều topping nè. Rồi với lại phần á là Ngọc thấy giống như kiểu là có nhiều món phong phú ở chỗ của Úc Hiền á. Nên thành ra là Ngọc thấy là lúc trước up clip lên thì nhiều anh chị cũng ủng hộ rất là nhiều. Rồi hôm nay mình ghé lại. Đó, mình nhắc lại địa chỉ nha. Địa chỉ này hơi dài nha. Ngọc đọc từ từ rồi xong rồi sẽ hướng dẫn đường cho cả nhà khúc sau nha cả nhà. Số là 240/112/18 của Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6. Đấy, đúng 6 giờ đó, đây là có. Hôm nay, đó đúng rồi, hôm nay đúng cái ngày là ngày thứ 3 thì mới là hủ tiếu Nam Vang với hủ tiếu gà nha cả nhà. Ở đây là chỗ Úc Hiền là 7 ngày 7 món, cho nên là cả nhà phải đến đúng như vậy thì mình mới được ăn đúng cái món mà ngày hôm nay Ngọc quay. Có hai cái chỗ ngoài trước, mặt trước, cũng được. Chứ nằm về. Chị làm mấy ăn chú? Chị làm mấy ăn hả? À? Là lấy cái mỡ riêng đi chừng. Lấy bịch xong đi. Con chú hai, ở cánh trước nè, bây giờ lâu rồi. Đúng rồi. Của anh á. Cái giá rồi, bữa nay. Cho con hai tô, một tô hủ tiếu, chú là một tô hủ tiếu gà. Hủ tiếu Nam Vang, một tô hủ tiếu gà. Con gà tô heo ha. Dạ đúng rồi, tô gà tô heo. Là hai tô cũng là 30 đúng không? Một cái tô 30 đúng không? 30 40 tôi đâu lấy tiền nữa. Dạ. Không nhưng mà con hỏi, hỏi vậy để cho khán giả mình biết á. Hủ tiếu mì Nam Giang. Có lừa làm bịch đây, có đồ làm bịch đi. Hết bịch rồi, hết bịch. Cái nào không trùng. Thường Úc Hiền có gì gì có coi lại clip không? Có coi lại clip của anh có, quay không? Có ạ. Có quả gì mà buồn buồn lên có quả. Nè bánh mười nè. Lấy ra mỡ với lại hành lá chú đi. Cái này cái gì đây? Bắp cẩm. Ủa ngồi tuốt bên kia là của mình luôn đó hả gì? Dạ, hôm nay có thấy bàn bên kia nữa. Có chú 20, có chú 70. Không biết tất cả. Ủa gì?
ăn luôn. Cái này gà heo đây. Dạ. Lên tới cầu 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 Phạm Nhân Chí. Dạ. Cái này gà heo. Miếng ăn gì nè? Từ đây, đưa tôi ở đây. Là 30.000. Có nhiều lúc mà mình quay cái xong mình hỏi giá xong cái mình tưởng là mình nghe lộn đó cả nhà. Tại vì thấy nhiều cái phần topping với lại nhiều hướng tôm nó đầy đặn á. Hôm nay mình đem lại xong mình ăn lại mình thấy là gia vị nó cũng rất là gọi là đậm đà, ổn lắm luôn cả nhà, ngon lắm luôn. Nghĩa là ngon. Đây là hủ tiếu Nam Vàng. Còn mình đây là mình ăn hủ tiếu gà. Ồ, ngon thiệt ta. Ủa sao vậy? Nên cái nước đậm đà ghê luôn. Đậm đà rất là thơm ngậy nha. Hay là cả một cái đùi. Ôi trời, Ngọc đang lười bóc tay đó. Tới xưa. Nóng quá. Hỏi với gào nè. Tự cả nhà. Gà có độ dai vừa phải. Nhưng mà đặc biệt nha, cái phần nước này bởi vì là do là nước chung của hủ tiếu Nam Vàng với lại á là có thêm kiểu nước gà trong chẩm lên, thành ra là cái phần nước này nó rất là sắc, thơm, nhưng mà nó sẽ không thơm được rõ ràng giữa heo với lại gà nha cả nhà. Tại vì là mình làm chung chung á, miễn là nó ngọt nước từ xương là ok. Được, ngon, ngon. Được. Cái đùi kiểu dai vừa phải thôi. Cái da này nó không có còn giòn sụp nữa nha. Tại vì cái này là dạng nấu ra chứ không phải là da luộc kiểu thông thường. Cho nên hình đó là da này nó cũng sẽ dính là một ít là mỡ mỡ nè. Xong rồi nó béo béo nè. Và nó dai dai nha, không phải quá ngọt, quá sực sực như cả nhà. Về cơ bản là món này là cái nước làm nên tất cả luôn. Không chỉ ngon của gà mà là cái nước dùng rất là ok. Ngọc thử cái này. Thực chất á, là cái phần nước lèo thì nó giống y bon nhau hả? Nhưng mà nhầm khi mình ăn với heo thì có một sự kết hợp khác. Có phèo nữa. Tô tiêu đầy đặn quá trời mà có 30.000. Tô này mà nếu ở trong những tiệm khác mình đã từng thử thì chắc là nó cũng sẽ rơi vào khoảng 45.000 cả nhà. Ok, rất ok. Cả nhà nhớ là khi mà xem clip thì phải xem được cái giai đoạn này nha. Bởi vì giai đoạn này mới rất quan trọng. Gia vị, khẩu vị là mình nằm ở giai đoạn này để khi mà cả nhà canh á, thấy Ngọc là Ngọc ăn cái gia vị nó đậm đà như vậy, rồi thích ăn ngọt như vậy thì cái cả nhà sẽ đi theo và thấy phù hợp với mình hơn nha. Tại vì có nhiều chỗ thì nhằm khi nấu gia vị thì thanh đạm hơn, chẳng hạn như vậy. Khúc này là cái khúc mà về đồ ăn nè. Còn quay về quán thì mình cũng đã quay cho cả nhà rồi. Ở đây số hơi khó xíu. Thì hồi Ngọc sẽ có quay cái đường miệu vô cho cả nhà đi, định dạng cho nó dễ chút xíu. Rồi, cơ bản là ngày hôm nay món này cũng ngon. Thì cả nhà thấy phù hợp thì ghé ủng hộ Út Hiền nha, vì Út Hiền nha. Rồi, mình sẽ ăn tiếp và hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Rồi, cả nhà cố lên. Bye bye.